Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên đề đồng hành cùng doanh nghiệp số đầu tiên của năm 2020. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua với nhiều hoạt động kết nối, tập hợp hội viên hoạt động hiệu quả, Hội Doanh nhân trẻ đã tạo diễn đàn giao lưu, sẻ chia cơ hội hợp tác kinh doanh, góp phần giúp nhiều doanh nghiệp vươn lên, bứt phá, tạo được dấu ấn trong phát triển. Chuyên đề đồng hành cùng doanh nghiệp hôm nay chia sẻ đến quý vị và các bạn một số nội dung đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển của Hội Doanh nhân trẻ Quảng Trị thời gian qua. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Trị quy tụ trên 300 hội viên hoạt động sản xuất kinh doanh với mô hình doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Dù chiếm tỷ lệ không lớn trong tổng số doanh nghiệp trong toàn tỉnh, nhưng thời gian qua, nhiều doanh nhân trẻ trên địa bàn tỉnh đã có những bước phát triển đột phá, mạnh dạn thử nghiệm mô hình kinh doanh mới, tạo được thương hiệu trên thị trường. Một số ghi nhận từ công ty trách nhiệm hữu hạn Phong Hải, thành phố Đông Hà. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đối với anh Trần Quốc Tuấn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Phong Hải, việc tham gia thi công hạng mục công trình xây dựng thiết kế nội thất cho Trung tâm Thiền Nhân Văn Vĩnh Linh là một trong những bước ngoặt quan trọng trong quá trình xây dựng thương hiệu công ty. Bởi đây không chỉ là công trình lớn, đòi hỏi kỹ thuật thiết kế thi công phức tạp, yêu cầu mỹ thuật cao, mà để được chọn là đơn vị thi công chính trong gói thầu lớn này, ngoài việc khẳng định năng lực của đơn vị, thì thái độ cầu thị, nắm bắt kịp thời ý tưởng để có những điều chỉnh linh hoạt là một trong những lợi thế để công ty của anh được lựa chọn. Muốn làm tốt điều gì thì phải có năng lực. Mà năng lực là được cấu thành bởi ba cái thành tố. Thứ nhất là kiến thức, thứ hai là kỹ năng và thứ ba là thái độ. Người quản trị chúng ta là có thái độ rất là tốt, tay nghề tốt. Thì bây giờ chúng ta chỉ cần thêm một cái nữa là đưa cái chuyên nghiệp, đưa cái kỹ năng làm việc vào nữa. Thì cả đấy tôi cho rằng là có thể đào tạo được. Sau khi chào thầu thì có ba nhà thầu tham gia vào cái gói thầu nội thất. Đây là nhà thầu thứ nhất là Phong Hải, thứ hai là hai nhà thầu Đà Nẵng. Thì qua một thời gian là quan sát và tiến hành cả các công việc cụ thể để tiến hành là chọn lựa nhà thầu thì thực sự tôi rất là đánh giá cao ở nhà thầu Phong Hải. Đến nay, công trình đã hoàn thiện trên 90% khối lượng, được nhà đầu tư đánh giá cao và đặt nhiều kỳ vọng về hướng phát triển trong thời gian tới. Đối với anh Trần Quốc Tuấn nói riêng và tập thể công ty nói chung, đó là kết quả có nhiều ý nghĩa quan trọng, khẳng định việc mạnh dạn đối với công nghệ, đón đầu xu thế phát triển của thị trường đã và đang phát triển đúng hướng. Đây là điểm tựa để anh Tuấn đặt nhiều mục tiêu phát triển lớn hơn trong thời gian tới. Chính nhờ là mình mạnh dạn đầu tư trang thiết bị hiện đại và ứng dụng những cái công nghệ tiến tiến, cùng với là đội ngũ cán bộ công nhân kỹ thuật của mình là lên nghề, đồng thời là cái tiêu chí hàng đầu của doanh nghiệp đó là coi trọng cái chất lượng sản phẩm và là cái chế độ hậu mãi cho khách hàng, nên là luôn được là thị trường là đón nhận. Và là cũng thời gian mình gần đấy á, là gần như là bên nội thất của mình gần như đã được chiếm lĩnh thị trường. Với những bước phát triển ấn tượng, năm 2019, anh Trần Quốc Tuấn được tỉnh đoàn bình chọn là 30 gương mặt trẻ tiêu biểu của tỉnh. Để có được kết quả này, ngoài những nỗ lực của anh Trần Quốc Tuấn, còn có những cơ hội mới mở ra từ việc sinh hoạt ở Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh đã tạo điều kiện để anh giao lưu, gặp gỡ và tìm kiếm nhiều đối tác kinh doanh. Ở đó, anh được chia sẻ nhiều hơn những ý tưởng sáng tạo, tập hợp nhiều thành viên có cùng đam mê để phát triển ý tưởng đến với khách hàng, không chỉ trong tỉnh mà trong nước và hướng đến thị trường xuất khẩu. Tôi thấy thời gian gần đây á, là trong cái hội doanh nhân trẻ của chúng tôi á, là cái sự kết nối rất là tốt, đặc biệt là những cái bạn trẻ tuổi, những người mà có những cái sáng tạo. Và chúng tôi thường nói chuyện với nhau á, là cái thời buổi này nếu muốn làm cái gì là cũng phải ứng dụng vật liệu mới và công nghệ mới, ứng dụng cái trí tuệ vào trong á, thì lúc đó mình mới cạnh tranh được với thị trường và cạnh tranh được với các tỉnh và thậm chí là các nước để xuất khẩu. Thì mình luôn, các bạn cùng với tôi luôn luôn là trăn trở để tìm ra vật liệu mới và công nghệ mới. Thưa
Thưa quý vị và các bạn, ở Hội Doanh nhân trẻ Quảng Trị, những câu chuyện chia sẻ ý tưởng sáng tạo, kết nối đam mê trong sản xuất kinh doanh như công ty trách nhiệm hữu hạn Phong Hải không phải là câu chuyện hiếm, mà từ những hoạt động gần gũi, hiệu quả hoạt động của Hội Doanh nhân trẻ Quảng Trị đang trở nên quen thuộc và cần thiết đối với mỗi doanh nghiệp, là cầu nối chính sách đưa các chủ trương mới của Đảng về phát triển doanh nghiệp đến gần với hội viên và ngược lại. Nhiều ý kiến nguyện vọng của doanh nghiệp trẻ cũng được nắm bắt chia sẻ kịp thời đến với chính quyền các cấp. Tiếp tục các hoạt động tăng cường hỗ trợ cho các doanh nhân trẻ phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động. Năm 2019, Hội Doanh nhân trẻ đã xây dựng các chương trình cụ thể cho việc ươm tạo thế hệ doanh nhân trẻ khởi nghiệp sáng tạo, tận dụng thời cơ của cách mạng công nghiệp 4.0 và triển khai đề án hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp doanh nghiệp tỉnh giai đoạn 2018-2021. Chủ động tổ chức các lớp tập huấn, giới thiệu các chính sách mới về hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, kết nối hỗ trợ hội viên trong các hoạt động kết nối sản xuất, xây dựng thương hiệu và nâng cao khả năng cạnh tranh, phát triển bền vững. Tích cực tham gia chính sách tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho doanh nghiệp, chủ động xây dựng văn hóa doanh nhân, nâng cao ý thức, trách nhiệm doanh nhân, chung tay vì cộng đồng, cũng như hỗ trợ thanh niên lập thân lập nghiệp. Đặc biệt, thông qua các hoạt động của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh đã tạo môi trường để các doanh nghiệp mở rộng hợp tác giao lưu kinh tế, khích lệ các doanh nhân không ngừng phát triển, trở thành những doanh nhân giỏi. Từ đó, tạo động lực để những hội viên mới quyết tâm thay đổi để phát triển doanh nghiệp bền vững, mạnh dạn đổi mới sáng tạo, hội nhập sâu rộng trong thời kỳ cách mạng công nghệ 4.0, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế tỉnh. Chúng tôi đã áp dụng rất nhiều cái phương pháp mới của kinh doanh trong cái thời đại công nghệ 4.0. Thì những phương pháp đó luôn tạo ra những cái phương án làm việc tốt cho công ty chúng tôi. Năm 2020 thì tôi hy vọng là năm mới sẽ là một năm có bước phát triển thần tốc hơn nữa so với những năm trước. Chúng tôi luôn quan tâm và chú trọng đến phát triển của công ty vào các lĩnh vực khác, như là chúng tôi tham gia vào lĩnh vực quảng cáo, lĩnh vực thiết bị cung cấp thiết bị điện, thiết bị chiếu sáng, thiết bị an ninh. Ngoài ra chúng tôi mong muốn là tạo ra một số công ăn việc làm mới cho các bạn trẻ, cũng như là định hướng cho các bạn trẻ có mục đích và chỉ hướng vào con đường kinh doanh. Trong năm 2020 thì chúng tôi sẽ tiến hành là tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh. Tới đây mình sẽ mở rộng thêm là diện tích xưởng 4.000 m², cùng với những cái trang bị máy móc hiện đại hơn nữa, và tiếp tục ứng dụng những cái thành tựu của cái công nghệ 4.0 vừa trong sản xuất kinh doanh và vừa trong quản lý để nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường. Vì ngoài cái việc mà thỏa mãn được cái nhu cầu nội thất ở địa bàn á, thì vừa qua doanh nghiệp của mình á là cũng có ký được những cái hợp đồng ở những cái tỉnh lân cận, nên qua đây là mình quyết tâm là mở rộng và là đẩy mạnh sản xuất để cho cái sản phẩm của là thị trường Quảng Trị mình á là được đi các tỉnh trong nước, và thậm chí mình sẽ tiến tới là xuất khẩu sang nước ngoài. Thưa quý vị và các bạn, qua quá trình phát triển, Hội Doanh nhân trẻ Quảng Trị không chỉ kết nối tập hợp hội viên là những doanh nhân trẻ có đam mê kinh doanh, mà hơn thế là điểm hẹn gặp gỡ, khơi gợi những khát vọng cống hiến của lực lượng doanh nhân trẻ nỗ lực bứt phá, hoạt động tiên phong trong nhiều lĩnh vực của nền kinh tế tỉnh nhà. Phóng viên chuyên đề đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Trường Sơn, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Trị, xung quanh một số hoạt động đồng hành cùng doanh nghiệp tỉnh trong thời gian tới. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin chào ông ạ. Thưa ông, thì có thể nói trong thời gian qua thì tỉnh Quảng Trị đã có rất nhiều những cái chủ trương, những cái chính sách cụ thể đồng hành cùng doanh nghiệp nói chung và cộng đồng doanh nghiệp trẻ nói riêng. Những cái chính sách, những cái chủ trương này thì có ý nghĩa như thế nào đối với quá trình phát triển của cộng đồng doanh nghiệp trẻ tỉnh Quảng Trị trong thời gian qua? Như chúng ta đã biết thì một doanh nghiệp muốn phát triển bền vững trong cái thời kỳ hội nhập và cách mạng khoa học công nghệ, thì ngoài các cái yếu tố nỗ lực của cả cá nhân bản thân doanh nghiệp, điều mà doanh nghiệp cần từ các chính quyền các cấp là thứ nhất là hỗ trợ cho doanh nghiệp trong cái việc là định hướng, xác định cái mục tiêu kinh doanh phù hợp với thời đại. Thì trên cái tinh thần đó thì trong thời gian qua thì tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh
và các sở các kênh là đã có các cái chủ trương chính sách là đồng hành sát cánh với doanh nghiệp để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Và qua rất nhiều các hành động cụ thể và thực hiện quyết liệt các cái mục tiêu và chương trình đồng hành với doanh nghiệp. Ví dụ như là thành lập trung tâm hành chính công, ví dụ như thành lập trung tâm du lịch xúc tiến Quảng Trị và một số các cái nội dung khác. Đặc biệt là tiếp tục đẩy mạnh cái cải cách hành chính, những cái giải pháp và những cái hành động cụ thể của các cấp chính quyền tỉnh Quảng Trị thì là xây dựng cái niềm tin cho doanh nghiệp, tạo cái động lực cho doanh nghiệp và thúc đẩy doanh nghiệp là khởi nghiệp và tái khởi nghiệp, cũng như là đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, góp phần tích cực trong cái việc là phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà, cũng như là đảm bảo cái đời sống và thu nhập cho người lao động, là góp một cái phần nhỏ nhưng mà tích cực vào cái việc là đảm bảo an ninh kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Vâng, thưa ông, thì đó là những cái kết quả rất là ấn tượng ạ. Vậy đóng góp vào cái kết quả chung này thì Hội Doanh nhân trẻ của tỉnh đã có những cái hoạt động cụ thể gì, đặc biệt là trong cái quá trình mà tạo một cái tâm thế để đồng hành cùng doanh nghiệp bước vào một cái thời kỳ mở rất nhiều những cái cơ hội nhưng đồng thời cũng không ít những thách thức, đó là thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 đang phát triển rất mạnh mẽ như hiện nay ạ. Trong cái thời kỳ hội nhập và cách mạng khoa học công nghệ thì Hội Doanh nhân trẻ sẽ tiếp tục là giữ vững và phát huy tốt cái vai trò là tập hợp kết nối và dẫn dắt định hướng cho các doanh nghiệp hội viên trong cái việc xây dựng doanh nghiệp và phát triển doanh nghiệp. Đồng thời thứ hai là Hội Doanh nhân trẻ sẽ chủ động và đồng hành kết hợp cùng với các cấp các ngành của tỉnh trong cái việc là nâng cao cái năng lực quản lý của doanh nghiệp. Vì chỉ có một cái năng lực quản lý doanh nghiệp tốt thì mới là đem lại cái hiệu quả sản xuất kinh doanh cao, cũng như là giải phóng cái năng suất lao động cho cái người lãnh đạo doanh nghiệp. Ngoài ra thì là hội cũng sẽ tiếp tục đồng hành với các cái doanh nghiệp trong cái việc là phát triển năng lực lãnh đạo cán bộ quản lý của lãnh đạo, cũng như là xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp và hỗ trợ các cái doanh nghiệp hội viên trong việc là phấn đấu trở thành và đạt được các cái giải thưởng danh giá của nhà nước trao tặng, ví dụ như là Sao Vàng Đất Việt, Sao Đỏ, Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc. Và đó là cái bàn đạp để các cái hội viên tiếp tục là phát triển và kinh tế cho doanh nghiệp và cũng như đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Vâng, thưa ông, thì chúng ta đang bước vào năm 2020, một năm mở đầu một thập kỷ mới được hứa hẹn bức tranh kinh tế xã hội của tỉnh sẽ có những cái bước phát triển đột phá. Vậy trong chương trình hôm nay thì ông có điều gì chia sẻ với cộng đồng doanh nghiệp, nhất là những cái doanh nghiệp trẻ của tỉnh Quảng Trị ạ? Được trưởng những cái vận hồi mới thì đi kèm là những thách thức mới. Thì các doanh nghiệp trẻ, trước tiên là tất cả chúng ta là phải nỗ lực là từ bản thân mình, và chúng ta phải là có các cái điều chỉnh về chiến lược, chính sách kinh doanh phù hợp với cái thời kỳ và thời đại mới, cũng như với cái thời đại cách mạng khoa học công nghệ phát triển thế này, chúng ta không thể làm và tư duy theo lối cũ mà phải thường xuyên và phải đầu tư vào cái khoa học công nghệ, từ cái áp dụng các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật vào từ cái khâu sản xuất cho đến cả khâu quản lý, chứ không thể là làm và quản lý theo kiểu truyền thống. Và ngoài ra cũng trong thời kỳ hội nhập thì chúng ta không thể là chỉ có biết mỗi là ta về ta tạo máu ta, mà ta phải kết nối giao thương trong tỉnh với các doanh nghiệp trong tỉnh, với các doanh nghiệp trong nước và thậm chí là ra tầm khu vực, hay là nếu như đủ sức, đủ lớn mạnh thì ra tầm thế giới. Xin cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng nhau. Câu nói của một vị doanh nhân nổi tiếng được ông Phạm Trường Sơn, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Trị nhắc đến nhiều lần khi nói về mục đích kết nối, tập hợp cộng đồng doanh nhân trẻ trong tỉnh. Trên tinh thần đó, hy vọng rằng với sự đổi mới trong tổ chức hoạt động, Hội Doanh nhân trẻ của tỉnh sẽ làm tốt hơn nữa vai trò duy trì đoàn kết doanh nhân trẻ, giúp đỡ, chia sẻ cơ hội lẫn nhau theo tinh thần muốn đi xa thì cùng nhau đi, cùng xây dựng cộng đồng doanh nghiệp Quảng Trị nói chung phát triển mạnh mẽ hơn, có nhiều đóng góp lớn hơn trong bức tranh kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Đến đây, chuyên đề đồng hành cùng doanh nghiệp xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.